Bản tin quốc tế ngày 11 tháng 9. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin quốc tế ngày 11 tháng 9 của TV 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những tin tức nổi bật sau. Kiev khoe kết quả ở miền đông, Moscow liệt kê chiến tích phá hủy nhiều kho vũ khí. Chuyên gia, Triều Tiên sẽ tham gia liên minh hạt nhân với Nga và Trung Quốc. Iran bác bỏ chỉ trích của châu Âu cho rằng Tehran phá hoại đàm phán hạt nhân. Nga bất ngờ có doanh thu khủng từ xuất khẩu năng lượng. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Kiev khoe kết quả ở miền đông, Moscow liệt kê chiến tích phá hủy nhiều kho vũ khí. Cập nhật thông tin về tình hình chiến sự ngày hôm nay, trong khi Ukraine thông báo giành được một số thắng lợi ở miền đông của nước này, thì Nga cũng thông báo phá hủy nhiều kho vũ khí giá trị của đối phương. Trong tuyên bố trên mạng xã hội hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko cho biết các lực lượng nước này đã đạt được thắng lợi nhanh chóng ở miền đông trong một cuộc phản công mạnh mẽ nhằm chiếm lại lãnh thổ rơi vào tay Nga sau khi xung đột nổ ra. Quân đội Ukraine đang tiến công ở miền đông đất nước, giải phóng thêm nhiều thành phố và làng mạc. Lòng dũng cảm của họ cùng những sự hỗ trợ quân sự của phương Tây đã mang lại kết quả đáng kinh ngạc. Điều quan trọng là phải tiếp tục gửi vũ khí đến Ukraine, ông Oleg Nikolenko viết. Trước đó vào ngày 9 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội nước này đã chiếm lại khoảng 30 thị trấn và làng mạc ở khu vực Kharkov, miền Đông Bắc như một phần của cuộc phản công. Trên trang Telegram, một phóng viên chiến trường Nga ngày 10 tháng 9 cho biết quân đội Nga đã rời khỏi thành phố Izium thuộc tỉnh Kharkov, miền Đông Ukraine. Trước đó, quân đội Nga đã không chặn được cuộc phản công của các lực lượng vũ trang Ukraine vào thành phố Kupiansk. Phần phía tây của Kupiansk đã bị quân đội Ukraine chiếm, trong khi giao tranh vẫn diễn ra ở phần đông Kupiansk. Cùng ngày, hãng tin TASS dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng không quân Nga đã phá hủy một trạm radar theo dõi của quân đội Ukraine ở vùng Nikolai và 6 kho vũ khí và tên lửa ở miền đông và đông nam của Ukraine. Bộ trên cho hay các hệ thống phòng không của Nga đã bắn rơi 13 máy bay không người lái của Ukraine và phá hủy 5 hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Trong một diễn biến khác trên chiến trường, kênh thông tin Redovka trên Telegram ngày 10 tháng 9 dẫn lời phóng viên Nga Andrei Medvedev cho biết quân đội Nga đã phát hiện các lính đánh thuê chuyên nghiệp nước ngoài của công ty an ninh tư nhân Mỹ Academy trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine tấn công Izium, Kupiansk. Đây được cho là những quân nhân chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm, nhiều người đã tham chiến ở Iraq, Afghanistan và Syria. Chuyên gia, Triều Tiên sẽ tham gia liên minh hạt nhân với Nga và Trung Quốc. Theo URA, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Viễn Đông ở Saint Petersburg, Nga, Kirill Koskov, khi nhận định về khả năng thành lập liên minh hạt nhân Nga-Trung Triều cho rằng các nước trên sẽ thể hiện rõ hành động của mình, rằng nếu phương Tây gây áp lực với họ thì Triều Tiên cũng sẽ đáp trả bất kỳ bước nào như vậy với thách thức mạnh hơn gấp 2-3 lần. Trong tương lai, Triều Tiên cùng Trung Quốc và Nga sẽ tạo ra một liên minh để đối trọng với thế giới phương Tây. Chuyên gia Kotov nhấn mạnh chính sách của Triều Tiên là nhất quán trong lời nói và hành động, do đó Mỹ sẽ không thể kéo Triều Tiên về phía mình. Trước đó, tin cho biết Triều Tiên đã tuyên bố trở thành một quốc gia hạt nhân, phương Tây và Trung Quốc cũng e ngại về một liên minh mới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ngày 9 tháng 9, người phát ngôn Liên Hợp Stefan Dujarric cho biết Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres quan ngại sâu sắc trước luật mới của Triều Tiên, trong đó khẳng định Bình Nhưỡng có những quyền sử dụng các cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm tự vệ. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố lập trường của Bắc Kinh về vấn đề bán đảo Triều Tiên không thay đổi, bởi vì Bắc Kinh sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề này. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre tuyên bố Mỹ khẳng định rõ nước này không có ý định thù địch với Triều Tiên và tiếp tục tìm các cách ngoại giao với Bình Nhưỡng. Nhận định của ông Koskov được đưa ra sau khi hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 9 tháng 9 đưa tin nước này đã thông qua luật mới, chính thức tuyên bố là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Luật này trao cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un duy nhất để ra lệnh kích hoạt vũ khí hạt nhân. Luật cũng có điều khoản quy định quyền sử dụng đòn tấn công phủ đầu bằng hạt nhân để tự vệ. Phát biểu trước Quốc hội Triều Tiên, ông Kim Jong-un tuyên bố quốc gia này sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân dù bị trừng phạt hàng năm. Theo Reuters, luật mới được thông qua đã khiến cho tình trạng hạt nhân của Triều Tiên trở nên không thể đảo ngược, đồng thời cấm mọi cuộc đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa. Luật mới ngoài vạch ra kịch bản sử dụng vũ khí hạt nhân, còn cấm việc chia sẻ bất cứ vũ khí hạt nhân hoặc công nghệ hạt nhân với nước ngoài. Động thái của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Bình Nhưỡng và Mỹ đã đình trệ từ năm 2019, sau cuộc đàm phán bất thành giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Iran bác bỏ chỉ trích của châu Âu cho rằng Tehran phá hoại đàm phán hạt nhân.
Truyền thông nhà nước Iran ngày 10 tháng 9 cho hay nước này đã bác bỏ chỉ trích của Anh, Pháp và Đức trước đó cùng ngày rằng yêu cầu của Tehran đang phá hoại các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Nasser Kanami cho rằng tuyên bố của các nước châu Âu trên là đáng tiếc, không mang tính xây dựng và họ nên đóng vai trò tích cực hơn trong việc đưa ra các giải pháp cho số ít bất đồng còn tồn tại. Trước đó, Anh, Pháp và Đức cùng ngày ra thông báo thể hiện sự thất vọng trước yêu cầu của Iran với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA về việc chấm dứt điều tra dấu vết urani tại 3 địa điểm hạt nhân. Vấn đề hạt nhân của Iran đang tiếp tục nóng lên. Ngày 8 tháng 9, Tehran đã bác bỏ báo cáo do IAEA công bố ngày 7 tháng 9, trong đó IAEA kết luận không thể chứng nhận chương trình hạt nhân của Iran là hoàn toàn vì mục đích hòa bình. Theo báo cáo, Iran đã tiếp tục làm giàu urani trên ngưỡng giới hạn mà thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 đề ra, với lượng uranium tích trữ cao gấp 19 lần so với mức giới hạn trong thỏa thuận. IAEA nhấn mạnh cơ quan này không thể đảm bảo bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân Iran khi không có bất cứ tiến bộ nào trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng liên quan đến vật liệu hạt nhân tại những địa điểm chưa được công bố. Cũng trong báo cáo trên, IAEA đề cập đến quyết định của Iran hồi tháng 6 về việc ngắt kết nối 27 camera cho phép các thanh sát viên của cơ quan này giám sát các hoạt động hạt nhân của nước này. IAEA cho rằng động thái trên cản trở IAEA trong việc xác nhận bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân Iran. Thỏa thuận hạt nhân Iran hay còn gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện JCPOA được ký giữa Iran và các nước thường trực thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm có Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng Đức vào tháng 7 năm 2015. Theo đó, Tehran sẽ hạn chế hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, năm 2018, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế, khiến Iran cũng giảm các cam kết của mình trong thỏa thuận. Vòng đàm phán mới nhất nhằm khôi phục JCPOA diễn ra tại Viên của Áo từ đầu tháng 8 sau 5 tháng đình trệ. Ngày 8 tháng 8, Liên minh châu Âu-EU đã đề xuất văn bản cuối cùng của dự thảo quyết định về việc khôi phục JCPOA. Iran và Mỹ đều đã trao đổi gián tiếp về quan điểm và phản hồi của mỗi bên đối với đề xuất do EU đưa ra. Nga bất ngờ có doanh thu khủng từ xuất khẩu năng lượng. Báo cáo từ một tổ chức tư vấn của Phần Lan cho thấy trong 6 tháng qua, Nga đã thu được 158 tỷ euro từ hoạt động xuất khẩu năng lượng và Liên minh châu Âu-EU vẫn là khách hàng lớn nhất mua năng lượng của Nga. Hiện tại, các nước phương Tây liên tục gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, đồng thời cố gắng thoát khỏi sự phụ thuộc vào Nga về năng lượng. Tuy nhiên, theo báo Le Monde của Pháp, Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Sạch và Không khí có trụ sở tại Phần Lan ngày 5 tháng 9 công bố báo cáo cho thấy, trong khoảng thời gian từ 24 tháng 2 đến ngày 24 tháng 8, Nga đã có doanh thu rất khủng lên tới 158 tỷ euro từ xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch. Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch CREA cho thấy EU là khách hàng lớn nhất mua nhiên liệu hóa thạch của Nga khi nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch trị giá 85,1 tỷ euro từ Nga trong khoảng thời gian từ 24 tháng 2 đến ngày 24 tháng 8, chiếm khoảng 54%. Tiếp theo là Trung Quốc 34,9 tỷ euro, Thổ Nhĩ Kỳ 10,7 tỷ euro, Ấn Độ 6,6 tỷ euro và Nhật Bản là 2,5 tỷ euro. Trong EU, nhà nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch lớn nhất của Nga là Đức, 19 tỷ euro, tiếp theo là Hà Lan, 11,1 tỷ euro, Ý 8,6 tỷ euro, Ba Lan 7,4 tỷ euro và Pháp là 5,5 tỷ euro. Theo CREA, mặc dù lượng nhiên liệu hóa thạch xuất khẩu năm nay của Nga đã bị giảm đi, nhưng giá năng lượng tăng cao đồng nghĩa với việc doanh thu của Nga cao hơn rất nhiều so với những năm trước. Tờ Le Monde dẫn lời nhà phân tích trưởng của CREA Lauri Miliprista cho biết, chính phủ Nga đã thu được ít nhất 43 tỷ euro từ các khoản thuế liên quan đến năng lượng trong vòng 6 tháng qua. Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Sạch cũng cho rằng lệnh cấm than của EU đã có hiệu quả kể từ khi thực thi vào ngày 10 tháng 8. Xuất khẩu than của Nga cũng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 24 tháng 2 và Nga không tìm được khách hàng khác để thay thế nhu cầu đang giảm sút của EU. Tuy nhiên, cho đến nay thì mọi người mới chỉ cảm nhận được một phần nhỏ tác động của lệnh cấm của EU đối với dầu mỏ của Nga. Báo cáo cũng khuyến nghị châu Âu đẩy nhanh các biện pháp tiết kiệm tiêu thụ dầu khí và đẩy nhanh việc triển khai năng lượng sạch thay thế nhiên liệu hóa thạch của Nga. Canada ngày 10 tháng 9 đã công bố vua Charles Đệ Tam là nguyên thủ quốc gia trong một buổi lễ trang trọng tại thủ đô Ottawa. Buổi lễ công bố có sự tham gia của Thủ tướng Canada Justin Trudeau và người đại diện cho quốc vương tại Canada là toàn quyền Mary Simon,
Phát biểu tại buổi lễ, ông Mary Simon khẳng định lòng trung thành với quốc vương mới Charles Đệ Tam và cho biết sẽ ủng hộ quốc vương hết mình. Tôi Mary May Simon, toàn quyền Canada với sự bảo hộ của Hội đồng Cơ mật Canada, trân trọng tuyên bố nhờ ân điển của vị vua quá cố, ân điển của Chúa ban cho Vương quốc Anh, Canada và các lãnh thổ khác của Ngài, Thái tử Charles Philip Arthur George trở thành quốc vương, người đứng đầu khối thịnh vượng chung, người bảo vệ đức tin. Chúng tôi nguyện dâng Ngài niềm tin và lòng trung thành. Chúng tôi dâng Ngài con dấu Ottawa vào ngày hôm nay, ngày 10 tháng 9 năm 2022. Đức vua vạn tuế! Sau lời tuyên bố của toàn quyền Simon, ban nhạc gồm 28 thành viên của lực lượng vũ trang Canada đã chơi bài God Save the King, tạm dịch Chúa phù hộ Đức vua, với 21 phát súng chào mừng. Buổi lễ kết thúc với quốc ca của Canada vang lên. Thái tử Charles, 73 tuổi, đã trở thành vua của Vương quốc Anh và là nguyên thủ quốc gia của 14 vương quốc khác, bao gồm cả Canada, khi thân mẫu của ông, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời hôm 8 tháng 9 ở tuổi 96. Chính phủ Liên bang Canada trước đó đã công bố thời gian để tang 10 ngày và chuẩn bị một loạt sự kiện để tưởng nhớ nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Cố nữ hoàng từng có 22 chuyến thăm chính thức đến Canada. Mặc dù không còn là thuộc địa của Anh vào năm 1867, Canada vẫn thuộc đế quốc Anh cho đến năm 1982 và vẫn là một thành viên của khối thịnh vượng chung. Đề xuất áp giá trần khí đốt Nga của EU vấp phản đối, Nga cảnh báo giá trần thành giá sản. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó hôm 9 tháng 9 cho biết, các bộ trưởng năng lượng EU vẫn chưa thể nhất trí về việc áp giá trần đối với khí đốt Nga sau cuộc họp khẩn. Hungary, EU chưa thể nhất trí về giá trần khí đốt Nga. Đài RT của Nga dẫn lời Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó cho biết, trong cuộc họp khẩn hôm 9 tháng 9, các bộ trưởng năng lượng của Liên minh châu Âu-EU vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận về việc áp giá trần đối với khí đốt Nga. Ngày hôm nay, chúng tôi vẫn chưa có được bất kỳ giải pháp nào mà chỉ có tranh cãi chính trị được coi là điểm tham chiếu cho Ủy ban châu Âu, ông Szijjártó nói với báo giới. Hiện tại chúng tôi hy vọng rằng vào tuần sau hoặc tuần sau nữa, không chỉ các quốc gia thành viên mà cả Ủy ban châu Âu cũng sẽ được đưa ra các đề xuất bằng văn bản quan trọng. Đầu tuần này, Ủy ban châu Âu đã chuẩn bị các đề xuất về các biện pháp nhằm giải quyết tình trạng giá năng lượng tăng cao, điều được đưa ra thảo luận trong các cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng của khối. Trong số những đề xuất của Ủy ban châu Âu bao gồm việc giới hạn giá khí đốt Nga. Tuy nhiên, Reuters dẫn lời hai nhà ngoại giao giấu tên cho biết đề xuất của Ủy ban châu Âu đã vấp phải sự phản đối của một số quốc gia thành viên và không nhận được nhiều sự ủng hộ tại cuộc họp hôm 9 tháng 9. Trước đó, một số nguồn tin cho biết một số thành viên EU đã phản đối áp dụng giá trần riêng đối với khí đốt Nga mà thay vào đó là giá trần nên được áp dụng cho mọi nguồn khí đốt nhập khẩu của khối này. Trong đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội Facebook trước cuộc họp hôm 9 tháng 9, ông Szijjártó cho biết giá trần được đề xuất áp dụng đối với khí đốt đi ngược lại với lợi ích của cả châu Âu và Hungary. Vị Ngoại trưởng Hungary cảnh báo nếu các hạn chế giá được áp dụng riêng đối với khí đốt của Nga thì rõ ràng điều đó sẽ dẫn đến việc Nga cắt nguồn cung khí đốt ngay lập tức. Reuters cho biết, theo một thỏa thuận được ký kết giữa Nga và Hungary hồi năm 2021, trước khi xung đột tại Ukraine nổ ra, Hungary nhận được 3,5 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm qua đường ống trung chuyển qua Bulgaria và Serbia theo thỏa thuận dài hạn với Nga và thêm 1 tỷ mét khối khí đốt nữa qua đường ống trung chuyển qua Áo. Thỏa thuận với Gazprom có thời hạn 15 năm. Ít nhất 10 thành viên EU phản đối việc áp giá trần khí đốt Nga. Theo Politico, có 5 đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhằm khắc phục tình trạng khẩn cấp về năng lượng của châu Âu, bao gồm áp giá trần đối với khí đốt của Nga, các biện pháp bắt buộc nhằm giảm nhu cầu sử dụng điện trong giờ cao điểm, áp giới hạn đối với doanh thu khổng lồ mà một số công ty đang thu được bằng cách sản xuất điện từ các nguồn có chi phí thấp hơn so với khí đốt. Phần chênh lệch sẽ được sử dụng để hỗ trợ người tiêu dùng. Áp dụng một số khoản thuế liên đới đối với các công ty sử dụng nhiên liệu hóa thạch thu được lợi nhuận lớn và số tiền thu được sẽ được sử dụng để hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp. Tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho các công ty dịch vụ tiện ích, công ty điện, nước đang gặp khó khăn trong việc thanh toán cho nguồn cung trên thị trường. Hai đề xuất sau cùng được hưởng ứng từ các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, đề xuất áp giá trần khí đốt Nga đã khiến cho các quốc gia EU phải tranh cãi. Tờ Financial Times cho biết, Bruxelles đang phải đối mặt với áp lực từ ít nhất 10 quốc gia thành viên về vấn đề này. Theo nguồn tin của tờ báo này,
trong số các quốc gia thành viên phản đối đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về việc chỉ áp giá trần đối với khí đốt nhập khẩu của Nga, bao gồm Italia, Ba Lan và Hy Lạp. Hungary, Áo và Hà Lan cũng đã bày tỏ sự hoài nghi về mức giá trần cao. Một quan chức cấp cao của EU yêu cầu Financial Times giấu tên cho hay, mọi người đều sợ hiệu ứng domino nếu Nga quyết định cắt nguồn cung cấp khí đốt, bởi các quốc gia EU có đường ống dẫn khí liên kết với nhau. Italia và Bỉ là hai quốc gia cho rằng giá trần không nên chỉ áp dụng đối với Nga mà còn cả với những nguồn cung khác. Bộ trưởng Năng lượng Bỉ Tins van der Staten nói rằng việc chỉ áp giới hạn đối với khí đốt của Nga sẽ không giúp giảm giá khí đốt. Chuyên trang Allspray dẫn nguồn nhật báo của Samta cho hay Hà Lan và các quốc gia thành viên ở phía đông của EU đã phản đối kế hoạch áp đặt giá trần đối với khí đốt Nga. Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu cũng là thành viên EU chịu ảnh hưởng lớn nhất do đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 hiện đang bị đình chỉ vô thời hạn.